khối đá nguyên khối sẽ nằm trên một bãi đất trống ở Tasmania, Australia, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Một hộp đen không thể phá hủy được thiết lập để xây dựng trên một đồng bằng đá granite ở bờ biển phía tây của Tasmania, Australia vào đầu năm 2022. Nhiệm vụ của nó: ghi lại từng bước chúng ta thực hiện đối với thảm họa khí hậu, cung cấp hồ sơ cho các nền văn minh trong tương lai hiểu được điều gì đã gây ra sự sụp đổ của chúng tôi. Theo Australian Broadcasting Corporation, dự án do công ty truyền thông tiếp thị Clemenger BBDO phối hợp với các nhà nghiên cứu của Đại học Tasmania dẫn đầu, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và đã bắt đầu thu thập thông tin trên trang web của mình. Cấu trúc được thiết kế có kích thước tương đương một chiếc xe buýt thành phố, được làm bằng thép dày 3 inch và trên cùng là các tấm pin mặt trời. Nội thất của nó sẽ chứa đầy ổ lưu trữ thu thập dữ liệu liên quan đến biến đổi khí hậu như mức độ carbon dioxide trong khí quyển và nhiệt độ trung bình. Ngoài ra, bằng cách sử dụng một thuật toán, nó sẽ lùng sục trên web để tìm các tweet, bài đăng, tin tức và tiêu đề. Các nhà phát triển ước tính rằng dung lượng lưu trữ sẽ hết sau 30 đến 50 năm, theo ABC. Có kế hoạch tăng dung lượng lưu trữ và cung cấp giải pháp lâu dài hơn, nhưng không rõ cấu trúc sẽ được duy trì như thế nào, làm thế nào các tấm pin mặt trời của nó có thể được thay thế trước khi kết thúc nền văn minh. Những ổ đĩa đó hoạt động tốt như thế nào sau nhiều thập kỷ và kho tiền không thấm nước sẽ bị phá hoại hoặc phá hoại như thế nào. Vị trí xa xôi của nó, khoảng 4 giờ từ thành phố lớn gần nhất, là một yếu tố ngăn cản, nhưng liệu điều đó có đủ? Và có lẽ một câu hỏi lớn hơn, liệu đây có phải chỉ là một chiêu tiếp thị thực sự thông minh? Hay nó sẽ có những lợi ích hữu hình? Những bộ não đằng sau sự phát triển tin rằng nó có thể có tác động tức thì nếu các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp biết hành động hoặc không hành động của họ đang được ghi lại. Có vẻ khá lạc quan với tôi. Clemenger BBDO và Đại học Tasmania đã không trả lời yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, con người thích chuẩn bị cho thời kỳ cuối cùng. Nếu một ngày tận thế như vậy đến, thông qua khí hậu hay cách khác, chúng ta đã có một hầm chứa hạt giống khổng lồ nằm gọn trong băng Na Uy, và Úc có con tàu Noe đóng băng của riêng mình, có khả năng ngăn chặn hệ thực vật độc đáo của nó biến mất một cách tốt đẹp. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.